Đây phải có thịt, có thà gì chứ hả? Muốn thịt thà chứ hả? Bò á. Giờ xào nó mới chừng nào nè. Khỏi đi mà. Thôi khỏi đi, còn hả? Cái vậy được không? Tình hình là bé Thanh bị cháy hàng rồi nha mọi người. Này mai mẹ nấu món gì mẹ? Giống bún riêu vậy. Đừng nấu bún riêu nữa nha. Ờ, thịt kho tàu. Thấy thịt không tưởng bún riêu nữa. Ờ, hủ tiếu. Với em Giang hả? Mai con chở mẹ đi. Bữa nay mình ăn bún nè, nước tương nè, dưa leo nè, đậu hũ nè, giống như ăn chay vậy các bạn, không dịch lộn nè. Rồi, ít thôi. Cái bề thui hôm qua còn luôn nè mọi người, cho nên là ăn cho hết. Thay mặt video này, Bầu Trời Kali xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ cho Bầu Trời Kali và bé Thanh trong thời gian vừa qua ha. Bé Thanh bán coi như là nghỉ làm neo luôn hả? bắt phone điện thoại không, rất là rất là nhiều người ủng hộ, cảm ơn rất nhiều gia đình mình, cảm ơn. Mới có ngày mới tối qua trái hàng, trái phone. Ôi tôi ăn thịt lộn. Thì đang uống trà giảm cân cho nên là ăn ít thôi, tô nhỏ. Chứ uống giảm cân mà ăn cho cố vô rốt cuộc tốn tiền hồi uống trà. Không có công dụng. Đổ thừa, rồi xong có đổ thừa trà không vớt. Trời ơi. Hả? Không có, nó cắn. Mới vừa mua cái nệm mà chưa nắm đít, nó cắn lủng nữa rồi. Cho nằm đất luôn. Phá dữ người ta. Về dép nó cắn từ lưa kìa. Ừ, tủ này nó cắn dữ lắm. Ừ, bao lâu ăn lại món này cũng ngon ghê. Lạ lạ. Rồi món đó là ngon lắm. Mẹ ăn không mẹ? Bê thui ế, bê thui ế. Mẹ này tôi mệt quá, tôi phải ngồi. Bê thui. Ui, muối đâu mà? Đổ kỳ chà. Cái này tao giao. Ồ, giao tính. Đây nhiều người bán mà. Nhiều người bán này lắm. Tôi hay mua của Kinh Đô, đọt á, cũng ngon lắm.
Có mấy cục thịt giò về ăn không? Không. Thôi mẹ ơi. Nãy tao nghe đứa nào rồi ăn thịt. Đứa mập chứ à? Con nói con thấy thịt, đứa nào ăn nào? Mày hỏi vậy là bụ, ông muốn có thịt hả? Ờ. Ừ. Không có thịt hả? Giờ có giò heo rồi ta ăn. Ngon. Ngon hỉ. Mẹ ăn cái bạn. To vậy ạ? To ngay trước mặt rồi ha. Bữa nay mình ăn thanh đạm phải không? Mày nấu hủ tiếu bằng giang. Giờ hạt xương. Ủa có xương sẵn rồi mẹ? Có. Trời ơi, nói dữ. Có xương sẵn rồi, giờ hạt sáng ngày mai đi mua ga tim rồi ha. Tập xay. Về lấy ra. Tôi đâu bún nữa. Bên hui nè cái da mỏng ha. Nó phải ăn cắt cục gì vậy? Ồ vậy hả? Con của hoài khoái mỏng vậy nè. Vậy hả? Ừ, mỏng vậy mới ngon. Mỏng vậy mới ngon. Mỏng vậy ăn cái da nó giòn nhé. Có mấy anh chị nhắn cho mình số điện thoại mà sao mình gọi lại không được mọi người anh chị. Thì ví dụ anh chị mà có thấy được cái video này thì vui lòng cho bầu trời Cali cái số của điện thoại của bầu trời Cali á, 4 số cuối á là 3265 ha. 4 số cuối là 3265 nếu mà bầu trời Cali có gọi, nhiều khi các anh chị tưởng là số khuyến mãi thì không bắt máy hết. Cho số tao tao gọi lại không ai bắt máy cho nó. Nhưng mà đây mình nói một lần nữa. Sợ quảng cáo á thì đó mình nói luôn là ví dụ như mọi người có thấy số đó thì là bầu trời Cali gọi lại. Đi tới luôn giờ. Ngồi đi. Ngồi đó không? Đi một vòng. Con bình thường con cũng ngồi, con đứng thôi mà bữa nay con ngồi. Ngồi. Bữa nay bị đuối hả? Bị xì đuối quá. Ngồi. Chút rồi có uống nhị hoa nữa chứ gì? Thấy tình hình rồi. Đêm nào mà tôi không uống. Ừ. Không uống uống thường xuyên tốt lắm đó nha, nó tốt cho hả nhiều thứ lắm. Da mặt mà tùm lum tùm la đó. Chứ không phải riêng là những chuyện dễ ngủ không phải. Có nhiều thứ đó, nhiều uống càng mỗi tối thường nó tốt. Uống thay thế nước lạnh, uống trà. Một người một ngày không được quá 15 sợi nha mọi người nha. 15 sợi hả? 15 cộng á. Cộng nhỏ xíu à. Bởi phải bỏ vô là phải thêm. Bữa cái clip á tôi quay á, tôi lấy bóc một nhúm quăng thịt phẹt vô. Lúc mà quăng lên rồi coi lại thấy nguyên một chùm. Ông Đạt không uống, ông ngủ liền tức cắt. Nhưng mà nếu mà cái này như tao, tao uống cũng nhiều đó. Tao uống một lần khoảng 10 cộng luôn á. Chưa dữ vậy. Đô mạnh. Đô mạnh. Uống như đó mà còn chưa ngủ được. Tao phải giọng thêm 2-3 chai bia. Dễ sợ. Cái này mà như nấu thức ăn con giáo đó rồi kia. Dính gì? Bởi vì bún đậu hũ. Bún đậu hũ mỡ hành đó các bạn. Mỡ hành bê thui. Chắc mỡ nha, bê thui. Phải có thịt động vô chứ. Ê món này món mới nha. Bún bún bê thui. Còn tươi đói nha. Phải có thịt động vô nó mới đã. Còn tươi đói. Anh bận order ship hàng rồi. Rồi. Đang bận bận. Dạ thứ năm hộp. Hai. Rồi. Cái đủ rau là ăn cho hết á. Tự sắc thôi rồi á. Để mai hư. Chứ mẹ cũng phải ngồi thôi. Đêm vòng mới ngồi.
lính nhỏ luôn. Cái gì? Rồi đang ăn thịt nhớ. Trời ơi, con tháo dịch nè, con hâm trong đây đó nè. Hả? Tôi dịch đó hả? Ừ. Có ai ăn không? Ok, cứ lấy đi. Dịch kho nữa nè. Ăn đi đã. Dạ. Bún nè. Ok nha. Bún. Qua đánh cái mồi cho con kìa. Cái mỏ đâu vậy? Trời ơi. Con coi thôi con mà mẹ. Mẹ em tính. Ừ. Ở đây nè. Không hiếp. Đem làm cho anh. Rồi. Đã đánh xong nha. Xong đâu đánh hả? Xong đâu anh? Con đẹp thì sao? Ờ, cô đẹp lắm son hả? Cô chú thương, cô chú cho quà miết luôn. Mới nhận nữa. Đã vậy? Bây giờ nè, nhận quà liên tục luôn. Cô chú thương cho hoài luôn. Ừ. Đã quá trời quá đó. Để chờ má chị con qua đây thôi. Trả nó cho nó ngồi đó đi. Quá kém luôn. Quá trời quá đắt, đánh một con ớt khét. Úi dù, tôi cũng tên qua cũng đắt. Mình nào lấy dưa hấu ăn đi con. Có ăn bún. Thơm, nó thơm quá đi thôi. Chua bún kìa. Cái này cay, cái này cay. Qua bà nội là bảo đảm. Vậy nè, ăn trứng gà nè coi, trứng lộn nè. Vịt lộn. Nha. Đâu, bún của em đâu. Bỏ qua đây. Bún của em đâu hả? Các bạn này có ớt rồi không? Nhìn mà thấy có ớt rồi. Có. Nè, con phải thổi nha không? Còn hơi nóng nóng thôi, không nóng lắm, hơi hơi thôi. Chút mặt vô. Nóng hả? Không nóng lắm, xíu thôi. Chút thổi, xíu. Chút thổi đi. Nó ăn thơm vậy hả? Ngộ vậy? Có bịch của bên nội gửi đem về có ớt trong đó vậy? Ồ, vậy hả? Ừ. Ừ. Thương quá. Mày thổi đi. Ồ, mày thổi đi hả? Với lại trong đó nhưng má đưa mấy cái gì nữa? Má đưa mấy cái gì là đem về chăn nữa đó. Cá. Trong đó có cá nữa. Cá. Em thấy có gì đó mà chưa thôi. Yeah. Cắn nha con, cắn. Để mày cắt ra bớt, dài quá. Mày cắt bớt. Có ngủ không? Chị thì cũng làm dịch lộn dữ hả? Hả chị hai nè? Cũng lạ lùng ta. Hả? Bởi vậy? Gái ở Mỹ này lớn lên là lẽ ra gặp một dịch lộn phải sợ mới đúng á. Gái tôi lớn lên nhưng mà giống giống Việt Nam luôn. Huấn luyện từ lúc nhỏ mà không biết nè. Họ sẽ vô, Thanh nó bị, Thanh bữa nay biết gì quá là bỏ ăn luôn hả Thanh? Anh bỏ ăn luôn rồi. Phải ăn một miếng chứ Linh làm tiếp tục. Ăn gì giờ? Nè. Bún nước tương kìa. Ô, bún nước tương sao không bỏ sa tế của mẹ anh vô? Sa tế hậu định. Trời ơi, sa tế thịt hương. Sa tế hả? Không biết gì hết. Bỏ vô đi. Cái màu nó cũng đẹp nữa. Ừ. Ui, trứng này hơi bị ung ung rồi. Đúng không? Mới. Con nghe mùi thơm thơm đậm. Vậy mới ngon. Trứng hả? Hình như mình thấy bún với mắm nêm ngon hơn nha. Ngon rất tương luôn hả? Tương ngon chứ. Mắm nêm tăm. Chúng ta có chứ hôm nay chú ăn bún. Trời ơi. Cô chú hôm nay chú ăn bún, trời ơi chịu không nổi luôn. Ăn hết nửa tô mới chào cô chú là sao? Giỏi quá. Wow. Con thấy con mẹ giỏi quá. Trời thịt bình dân vậy hả? Trời không có miếng thịt luôn. Không hề. Để thôi thôi. Để thôi kìa. Không, không ăn thịt nữa đâu. Cảm giác đang bị mệt mỏi. Nãy má đưa mấy cái thịt là má nói má sẽ ăn chay. Cho nên có thể tao không có ăn thịt cá nữa. Đây, ăn cục này không? Ừ. Mày ăn ngon mà. Tao không ăn, tao ăn này không có tiêu. Để tôi. Trời cái đó mới ngon. So maybe she ăn chay cầu nguyện cho nhà. Ừ. Anh nghĩ là vậy. Ừ. Có thể. Nhà chắc ok rồi mà phải không? Đỡ rồi phải không? Biết không?
mấy tuần là chưa được gặp nó. Mà không nghe gì luôn hả? Về nhà chưa? Không phải đâu, chưa đâu. Ghê thì cái phòng này cũng biết. Thì lần cuối cùng mình định đi thăm nó đó, nhưng mà đi không được tại vì nó bị chảy ngược về vô nhà thương lại. Dạ, không có đi thăm được. Ê Mập, bữa nay là hồi năm ngoái ông qua bên tôi á. Đúng rồi. Ừ, bữa nay hả? Nay ăn đúng phần á. Qua bên đây chơi xong cái qua đây ở luôn. Năm mà 2 lẻ ha. Không chơi con. Vinh giỏi quá mẹ ơi. Vô ok. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ăn mẹ. Facebook nhắc mà mẹ sao con nhớ được. Mẹ yêu thỏ tức là đi. Mình đem cái ngày này là cái ngày kỷ niệm thôi. Chưa. Ngày dọn nhà. Ngày hôm qua đi chơi. Qua chơi. Ờ, ngày qua chơi. Qua đây chơi này với mộng. Ừ. Nhưng mà cũng ở nhà này luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. À, quay Long hả? Ừ. Hình như ngày mai hay ngày mốt gì là mình tân gia á, năm ngoái á. Đúng rồi. Ừ. Cho nên mình mới nói là mình dùng cái ngày nào làm cái ngày kỷ niệm. 17 tây vậy là hình như ngày mai đó. Cho nên mình dùng cái ngày mình dọn vô làm kỷ niệm hay mình dùng cái ngày ăn tân gia làm kỷ niệm. Ăn ngày mai hả? Ngày mai không? Rồi thì đây đặt nó không bắt. Ừ. Thịt vịt ha, ngon mà. Mình có con này kỷ niệm. Không mẹ không ăn con ăn đi. Con ăn rồi. Ừ, giỏi quá, con ăn nữa đi mẹ không ăn nữa. Con ăn nữa đi. Ừ. Thật ra cái nhà mình dọn vô á. Nhà nó lỏng mà chưa mua gì hết. Mà bây giờ kìa. Ừ. Nó một nhà. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cho nhà cái ngày mình dọn vô là chỉ có dọn vô lấy cái hên của cái ngày đó thôi. Chứ không có gì trong nhà, trống lỏng không có gì hết. Chưa có ở mà không ạ. Nếu mình dọn vô là mình cũng không có về bển nữa mà. Mình cũng ở đây nhưng mà nhà trống lỏng rồi đó. Ừ, thì ba đồ hộp ha, ấm hùng hùng. Ngon quá. Thôi, mình dọn vô là mình chỉ dọn vô mấy cái vấn đề quan trọng nhất đó, như là gạo, nồi. Ừ. Những cái mà coi như là gọi là có cái lệ dọn vô á. May mắn. Ừ nhá, may mắn á. Chứ mình tấm lỏng à. Năm rồi. Còn 29 năm nữa. Ai thở đi mẹ. Cho nên mình nên ăn cho nên mình ăn cay quá. Cho nên cái năm 30 sao mình ăn 2 lần tân gia hả? Con cay đúng không? Năm 30 dạ, ăn 2 lần tân gia đâu có gì đâu cay. Em phải uống nước vô. Em cay rồi. Oh no, em uống nước vô. Uống sữa nha. Hai uống sữa để em đi mệt. Không nhưng mà ăn cái này cũng mau tiêu. Đúng rồi. Ừ. Mau tiêu. Thanh đạm. Chúc ăn giỏi quá vậy ta. Giỏi quá vậy. Ăn giỏi vậy. Về món này nó thích hai mập. Trời ơi, ghiền mấy cái đồ gói lắm mà đâu có cho nó ăn thường được. Ừ. Mà nó thích, nói chung là nó thích ăn bún. Cái gì mà nước bún, phở, bún riêu rồi là bút láng đó. Và xuống nhà như tầm to húp cạn nước luôn. Ừ. Vậy á. Nhà như ăn bún riêu á. Bún riêu. Vừa múc dám bún riêu hả? Ăn rộp, cầm húp rộp rồi xong leo xuống đi chơi húp cạn nước luôn mà. Chắc chị đói hay gì đó. Rồi chị nè, giỏi quá. Vô kế không có được không? Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, các anh chị cô chú ở bên Mỹ đã ủng hộ cho bọn chơi Cali và gia đình. Cảm ơn mọi người đã yêu mến gia đình mình. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.